Ok mọi người, chào mọi người quay trở lại với kênh Bùi Vlog nha. Sáng nay biển bắt đầu trời bắt đầu em lại mọi người. Thì anh em tiếp tục đi kéo cá. Lâm với Lĩnh đang chạy ra vây cái bột đỏ đỏ mà nè. Mình trong này mình đang đi theo. Ở phía xa xa thì kia thì có mấy cô chú đang vào cào ốc, con ốc rút, ốc gạo mọi người. Ở quê mình thì gọi là ốc rút, có những nơi khác gọi là ốc gạo. Thì hôm nay bắt đầu sau Tết bắt đầu vào mùa. Mấy chú đang cào sát bờ luôn. Giờ anh Lâm với lại Lĩnh đang vay cái bột đỏ đỏ nè. Ồ nó nằm sát bờ nè mọi người. Mình sẽ bắt thử cho mọi người xem. Đây, ốc nó như vậy mọi người. Nó nằm rất là nhiều dưới chân luôn. Quậy quậy chân thấy nó nổi luôn, người thấy nó nổi lên không? Wow, này quá trời luôn mọi người thấy không? Nhiều. Em bắt tay không thì chắc đây mọi người này. Nó tới mùa của nó rồi mọi. Rồi, trong này anh Lâm với Lĩnh mới vừa vay lưới. Anh thấy có cá nhảy không mọi người? Ô, ốc nhất, ốc đầy dưới chân luôn. Wow, đây, mình sẽ lại quay ô, chỗ này nó nhớt chân luôn. Dạ, hồi sáng như mấy thùng rồi. Ô, đây mọi người, ốc rút nè. Nhỏ quá, ốc nhỏ quá. Dạ. Thấy nhảy không? Quá trời ốc luôn rồi, ốc nhiều lắm. Thấy nhảy không Linh? Thấy cá nhảy không? Bột lên trên mất rồi. Ôi, ốc nhiều lắm luôn. Thấy cào nhẹ nhẹ, cào nhẹ nhẹ mà gần đầy vợt luôn. Đi dưới chân thì nó nhám dưới chân luôn. Rồi, anh Lâm đang kéo lưới vào đây. Không thấy nhảy anh Lâm. Né cái bột đó hả? Bột trôi nhanh đúng không? Dạ. Đi xuống lên, rút lên cồn. Rút xuyên đó nhanh quá rồi. Đó có đá ngon ngồi kia hả không? Cái trắng trắng, cái phao hay gì đó. Không thấy nhảy rồi. Bột đẹp lắm, tàu đi nhanh thiệt chứ. Rồi chị với phao lên, dứt. Ai à, được một con nè. Tối đất. Hai em, có mùa.
Ê, có con gì đây? Cá trang. Cá trang mùa. À, cá mùa. Đây có súc. Cậu rút lên nó phải vô chứ nè. Trời ơi. À, lĩnh bên Lâm mới vay được có bột này mọi người. Có cá đó. Đừng có giữa chì nha. Cá đối kến đó. Cá đối kến nhỏ đó. Ủa mà thấy bột đỏ không? À, nước rút ra ngay hộp đây mọi người. Ở đâu đất á? Đừng giữa chị nha, cứ đứng em để vô luôn. Rê nó luôn, im nó luôn, vô sát bờ đi. Thấy rồi, cũng nằm sát chứ chị á, em giữa lên nó đi liền. Một em đầu tiên mọi người. Đợi đi, vô đây, cứ vô đi. Thấy rồi, cứ vô đi. Đừng có giỡn, cứ đi vô bình thường. Đây mọi người, cứ vô đi. Rồi, bóp, bóp chị lên. Thâu lui vô, anh thâu lui vô, đừng có đi ra. Không lọc á, thâu lui vô, điểm nó luôn. Rác mọi người. Cái đó nhỏ nhỏ, mọi người thấy cái đó nhỏ nhỏ nhảy không? Cái này quá trời nè. Không có đó rồi. Mấy câu. Bà chứ sao? Thấy mọi người cái đó nhỏ nè. Cái keng. Cái keng anh Lâm. Rồi cái đói. Keng nhỏ 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 Lâm. Nè. Ai mọi người. Rồi đi. Tiếp tục. Tiếp tục mọi người, có cá mọi người. Hai em nha. Rồi, từ. Bóp chì lên. Hai em rồi mọi người. Rắc không? Có mùa nhiều lắm. Kéo thẳng chì đi, kéo thẳng nha. Ơ, có mùa nè. Có mùa không anh ba? Đói, đói. Có mùa luôn. Có mùa không luôn. Có mùa to. Đây, anh làm được mấy con nữa. Mùa này, lọc. Đây mọi người. Cá này làm tái, làm gỏi là ngon cực kỳ mọi người nhé. Có mùa to rồi. Đúng ba, to rồi. Đây mọi người thấy con này đã không? Con này to nè. Rồi giờ để mình gửi cá với mọi người nhé. Chạy. Chọn go chạy ơi chạy. Cá nhảy dưới mưa luôn. Từ 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 lắm. Con cầu to lắm. Con cầu to lắm. Nhanh nó bắt đi. Hồi nãy em thấy nó đuổi lưới lên rồi. Nó đuổi lưới lên rồi anh Lâm. Từ 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 từ.
Cô còi to lắm anh ba ơi. Đó kìa, mấy người đó kìa. Rồi, đây rồi. Đu. Cái rắc đó rồi. Đi mất rồi. Cá rồi. Xuống anh ba, cơ mới luôn anh ba. Xuống. Cô mùi sơn ơi. Cơ đắng luôn rồi. Ê, từ. Gơ mở lâu vô. Thì em kêu là chỗ này là vô gánh vô rồi mà. Anh ơi. Đội, anh lò cạn quá. Mới cá luôn rồi. Quá đã. Anh ấy có lượm tiền. Chụp. Trăm nãy giờ anh ba bán 70.000 2 kg. Anh em bán 70.000 2 kg thôi. Một mẻ cá kỷ lục mọi người. Mới vừa gỡ hết xong. Đây. Bao nhiêu anh Lâm? Lấy được bao nhiêu con? Bốn, sáu, tám, mười, mười hai, mười bốn, mười sáu, mười tám, hai mươi, hai mươi hai, hai mươi bốn, hai mươi sáu, hai mươi tám, ba chục, ba hai, ba bốn, 36, 38, 39, 40 cá rồi, nó còn thêm mấy cá nhỏ này nữa. Quá kỷ lục. Thôi, đi anh Lâm ơi. Cá đầu tiên, anh Lâm ơi, vô anh Lâm ơi, chạy ra trơn kìa. Bắt. Được chiếc dép lại nữa. Vô anh Lâm, vô. Chết mẹ. Xách luôn. Ô, bà nằm ở ngoài đã không anh ba ơi? Bà nằm ở ngoài này không em? Ok bà ơi. Ô, rớt luôn. Thêm mớ nữa. Ê, bà em tưởng không nhà không có mà. Bà nằm ở ngoài. Đây bà ơi, đã không? Hôm nay anh Lâm thử thách anh Lâm đi bán cá mà. Ê, chỗ này à. Cái bán này được cũng khoảng gần 20 em rồi. Gần 20 em á. Cá to rồi. Anh Tiến là anh Tiến là cá to lắm mọi người. Hôm nay cá này anh Lâm dự định là bán bao nhiêu một ký đây? Lớn 70 một con nhỏ 50. Rồi để coi thử thích anh Lâm nữa. Làm như thế nào. Rồi để mình gỡ cá với mọi người là gom lại được bao nhiêu mọi người nhé. Anh quả giác vừa rồi đây. Còn gần 20 em. 2 4 6 8 10 12 14 16 18, 20 em, đúng y 20 em luôn. Hả? Đây, hồi nãy anh em trước kéo đất đó, máy giác rồi mọi người. Hôm nay phải thử thách xem anh Lâm bán được bao nhiêu tiền. Để về mua heo quay luôn à. 20 em đúng luôn. Ok, tiếp tục anh em thu lưới lại và chạy xuống dưới kéo tiếp mọi người nha.